Hello các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tủ ATS1 và SC1 trong phòng hạ thế của tòa nhà sông Hồng Parkview. Tủ ATS1 và SC1 được cấp nguồn bởi hai nguồn, nguồn chính là máy biến áp và nguồn dự phòng là máy phát. Tủ ATS1 và SC1 cấp nguồn cho phụ tải công cộng gồm thang máy, máy bơm và cấp nguồn cho tủ SC3. Sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn cơ chế chuyển nguồn tự động trong tủ. Trong trường hợp vận hành bình thường, hàng ATS1 lấy nguồn từ máy biến áp thông qua tủ RV1. Nếu máy biến áp bị mất điện thì tủ ATS sẽ tự động khởi động máy phát và lấy nguồn từ máy phát để cấp điện cho tủ SC1, SC3. Khi máy biến áp có điện trở lại, ATS1 sẽ tự động dừng máy phát và chuyển nguồn sang nguồn lưới với thời gian trễ khoảng 1 phút để ổn định lưới điện. Đây là máy bộ chuyển đổi nguồn tự động. Hiện tại bộ chuyển đổi nguồn này đang lấy nguồn từ máy biến áp để cấp nguồn cho các hệ thống điện trong tòa nhà gồm thang máy, bơm sinh hoạt, bơm cứu hỏa, đèn cầu thang và đèn hành lang, đèn exit, đèn emergency và tủ điện thông gió và cấp nguồn cho cả tầng mái nữa. Ngoài ra còn có hai át dự phòng để trong trường hợp một át nào hỏng, chúng ta sử dụng hai át dự phòng này. Tôi vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn về tủ ATS1 và SC1 trong phòng hạ thế của tòa nhà chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.